Rồi, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của anh Dũng ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì hôm nay thì anh Dũng có lên giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép giống siêu bông bình lợi ha cô chú anh chị. Hàng bo cũng khá là già. Cho cô chú anh chị nào mình muốn lấy bo thì mình lấy ha cô chú anh chị, hoặc mình dưỡng là mình chơi tết năm 2025 cũng ok ha. Thì hàng này mình chơi bonsai lùng lùng ha cô chú anh chị ha. Và mình sửa thế rồi mình vô nói chung cũng ngon nha. Nếu mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Dũng nha. Không có thời gian nữa, mình gặp luôn anh Dũng, nên anh Dũng chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào anh Dũng ơi. Chào cả nhà ha. Nay quay lại kênh em xin giao lưu là hai giống mai ha. Rồi mà bình lợi dưới Sài Gòn nha. Rồi mã đầu tiên em nếp nó tiếp đếp trước là mã 30 nha. Một cái bình lợi. Cái này ghép được hai chục bo cô chú anh chị. Hai chục bo. Khoảng là 10 rồi điểm này là 17 nha. Rồi, có đế luôn ha. Xây một vòng luôn anh ha. Để bàn luôn á, này thay thác xuống còn nữa đó. Rồi. Này em dán ngọn lại luôn, không có đo chiều cao, đo chiều cao thôi nha. Cao là 52. Rồi. Rồi cây 30 này em xin vô lưu là 5,5 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi mã số 31. Cũng là bình lợi luôn nha. Cây này ghép được hai bo á cô chú anh chị ha, bo. Một bo lớn và một bo nhỏ. Bo nhỏ mới. Bo lớn thì nó lên da lương hết rồi, nó già nè. Cái này là về lấy bo liền ok nha cô chú anh chị. Quanh 13. Rồi. Cao 50. Rồi. Rồi, cây này em xin giao lưu là cũng 5,5 luôn nha. Rồi, bao ship luôn ha anh bao ha. Bao ship, hàng này đảm bao khí ship hết. Rồi, tiếp theo cây mã số 32. Rồi. Cũng là bình lợi luôn nha. Rồi. Cái này cái bo nó cũng khá là già rồi cô chú anh chị lên giao lưu ha. Mấy cái này thì nhựa này cũng mấy cái này là có nhựa để mà mình ghép rồi ha. Hoành là ghép 15 ok đó. Để xổm nôm hết nha. Rồi. Cái này ghép hai bo ha. Cây đang phúng cơ đọt nha. Rồi, cao 56. Ngang 31. Rồi. Rồi cũng 5,5 luôn. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 33. Rồi. Cũng là bình lợi luôn nha. Cái này ghép được 4 bo ha. Bài bo rất là già ha. Siêu già luôn. Hoành 14. Rồi. Đây. Cao 49, ngang 45. Rồi cây này 400 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 34. Rồi, lợi luôn nha. Cây này cái cũ nở nha cô chú anh chị ha. Để nha. Bàn ha. Sởm bàn ra luôn cô chú anh chị ha. Hoành 16. Cây đang cao 48. Rồi cây này 450 nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo 35. Rồi. Bình lợi luôn nha. Cây đang rất là sung cô chú anh chị ha. Hoành 17. Rồi, nó để nhánh đều luôn nè cô chú anh chị. Còn bộ đế nè, hết hồn. Cao 54. Rồi cây này 550 luôn nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, cây mã số 35. Rồi. Bình lợi luôn. Cây này ghép được 3 bo cô chú anh chị. Hoành 15. Cao 38. Rồi. Ngang 20. Rồi. Rồi cây này cũng 500 nha. Rồi cây. Rồi cây này mã số 36 chứ không phải 38 nha cô chú anh chị. 36. Đợi cây. Rồi mã số 37. Bình Sài Gòn nha. Cây này giống của chú Sáu Bình Dương phải đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cành 15. Rồi. Cao lấy 1 mét đi, ngang 1 mét luôn đi. Nè đây nè, cái củ ghép ở dưới. Chục bò, ha. Dưới nó có cái cục nè. Cái cục đây nè, cái hình nè. Cái này về mình khai thác mình nâng cái củ này lên ha cô chú anh chị ha cho nó lạ ha. Đó. Rồi, 5,5 luôn nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi mã 38. Là một cặp 38 là một cặp bình lợi nha. Rồi. Tổ, một cặp này đế nữa nè. Đế là y nhau luôn nha. Ồ đế bí nè cô chú anh chị ha. Này ủa. Cao là mình lấy là 26 nha. 45 nè cô chú anh chị ha. Gốc thì cỡ bằng tay tỏ nha cô chú anh chị. Gốc thì 6 à. Rồi, bình lợi. Cao mình tính là 26 đi. Rồi. Nè, coi nè bộ đế nó cặp này giống nhau luôn nha. Rồi. 38, cặp này em xin giao lưu là 300 nha, bao ship nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 39. Rồi, cũng bình lợi luôn nha, một cặp luôn. Ồ cái dàn đế nè. Chiều cao này em lấy 30 nha. Để kêu siêu VIP luôn cô chú anh chị ha. Còn để bên đây con rắn nè. Trời ơi con rắn nè cô chú anh chị ơi, cái lượng nè ha, cái này nè, nó co cái mình lên tất cái đầu lên nha cô chú anh chị ha. Rồi, cặp 39 này là 350 nha. Rồi, 350 ha. Trời ơi, bao khí ship. Cái con rắn này nó bít cái chậu C8 luôn á cô chú anh chị ha. Nè. Nó bít cái chậu C8 luôn ha. Còn cái cũ này ha, nó bít luôn cái chậu C6 ha. Quá trời luôn, đợi cây. Bình lợi luôn nha. Rồi, mã số 40, xô mình lại. Ồ mấy cái cũ nè cô chú anh chị bít cái miệng chậu C6 luôn cô chú anh chị ha nè. Siêu VIP luôn ha.
nè, nó mấy cái này thì về mình chơi nói chung là ngon luôn nha cô chú anh chị. Cao này tầm em lấy 20 nha. Có cây này 20 mét, cây bên đây thì 25. Để qua biết nè. Rồi 40 nè, em xin lưu 300 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi mã số 41 ha. Số mình lại luôn ha anh. Mình lại luôn. Rồi một cây để biết luôn ha. Lò xo 4 dòng nè, lò xo lớn nha cô chú anh chị. Để bí ha. Cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không anh? Dạ cũng còn nhiều ạ. Rồi. Cái này mình ví dụ mình mua sỉ thì có giá sỉ. Có giá sỉ luôn, có giá sỉ luôn. Đến vườn có giá sỉ. Rồi. Mình lấy cây lùng nhất này là 24 nha. Rồi. Cây này thì được 36 nè. Rồi. Mình sỉ là sỉ từ bao nhiêu cây vậy anh ha? Dạ nếu sỉ từ lấy từ 50 cây lên nha. Rồi. Nếu giá sỉ từ 50 cây lên thì có sẽ có giá tốt ha. Dạ có giá như tốt. Cô chú anh chị mình muốn lấy lần 10 cây, 20 cây thì nó sẽ có cái giá hữu nghị nhưng mà dạ, nó không phải là cái giá mà phải là kêu mà cho cô chú anh chị mình quá sát ha. Rồi, cặp này giao lưu như đây anh. Rồi, cặp này xin giao lưu là 320 nha. Rồi, 320.000 ha. Đổi cây. Rồi, mã số 42. Cũng mình lại luôn. Rồi. Cái này bo già nha cô chú anh chị, cắt đơn rồi ha. Quanh là được 19 nha. Rồi, về Tết bông thoải mái nụ nè. Đó. Về Tết bông thoải mái nha. Cao 43. Rồi. Ngang là 32. Rồi. Rồi cây này 400 nha. Cây này ghép được 30 bo mà 30 bo già. Rồi, nha cô chú bo già này em ghép trước Tết. Rồi. Thông số đổi ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 42. 43. 43. Rồi. Cây này giống gì đi cũng bình loại luôn nha. Rồi. Ồ, cái này biết quá. Mái lá nó không được to. Hoành này là 12 à. Ồ, có vàng đế nè. Này em bán tính cực công khu vàng đế nha. Cây này nhỏ nhưng mà giá tỷ nó hơi cao nha mấy anh chị. Ồ, cái vàng đế quá tàu VIP luôn cô chú anh chị ơi. Phải nói là siêu VIP cái vàng đế ha. Này về mình cho bonsai nha. Này cao 52. Nhìn nó đã lắm nha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ. Ngàn 64 cây này về mình cắt bo rồi mình thúc lại vậy nè. Cho bonsai nha. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó giá trị nó cao nha. Rồi. Rồi cây này 43 này là cây cuối clip em luôn nha. Em xin giao lưu cây này là 250.000 nha. Rồi, mình có ship luôn chậu không anh? Dạ, cây này em ship luôn chậu. Rồi, cái này là ship luôn chậu 2,5 triệu, bao ship, ship luôn cả chậu, tặng chậu luôn ha. Dạ, tặng chậu. Rồi, cuối clip mình chậu hết luôn giùm em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ ạ. Rồi. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh giống như anh Dũng. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.